nhiều khi lắm. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay em làm món bánh bò khóm nè cả nhà. Em học bà nội em á. Em học khách của bà nội em, bà mới chỉ, bà mới nói sơ sơ qua với em là lấy khóm đem ủ với gạo. Bây giờ đi xay khóm này, xay ra, dắt nước xay ra. Xay ra lấy nước á, rồi ủ với bột gạo. Ủ với bột gạo xong rồi làm, rồi ủ được nào nó dậy rồi làm bánh bò. Giờ đợt này mình em lập thử rồi có được không nha cả nhà. Bà nội em mới chỉ cái nào vậy em không có làm. Giờ để em đi bỏ khóm vô em, và em đi bỏ vô khóm. Em xài một trái khóm luôn nè cả nhà. Không nói trái thì không tới, tại vì chồng em cũng không tính làm đâu. Chồng em không đi mua khóm về không ăn hết. Mà nó chua quá. Chua quá cái ổng không ăn. Chua quá ổng không ăn, cái đầu em đem ra em làm luôn. Ở nhà còn em đổ vô 400g 400ml nước nè cả nhà. Rồi để em đi xay cái nha cả nhà. Đây là em quay xong rồi nè cả nhà. Giờ em bỏ ra đây em lượt. Em lượt em lấy nước. Mình lượt xong rồi nè cả nhà. Lượt xong rồi. Để nó qua đây. Để em hớt cái bọt nó ra nè, bọt nước khóm nè cả nhà. Bọt khóm nè, giờ em vớt bọt ra là em lấy nước cái này em trộn với bột. Cái đầu em ủ. Học của bà nội bà nói nè mà không biết có thành công không biết nữa. Mới làm cũng làm lần đầu tiên nghe bà nội bà kể sơ sơ vậy đó, nó là lấy nước khóm ủ với bột gạo. Ở đây em kiếm mua bột bánh bò không có cả nhà. Tính kiếm mua bột bánh bò, có cái bột bánh bò thì người ta pha ấy sẵn để chế biến sẵn rồi mình về mình ủ nó nhanh. Nó nhanh lên. Nó nhanh lên lên men. Còn cái này ủ từ bột gạo lên chắc nó cũng hơi bị lâu á. Bà nội thì bà nói hồi xưa bà ủ bột gạo thì nó 12 tiếng rồi cả nhà. 12 tiếng nó mới dậy. Cũng tùy theo ấy nữa cả nhà ơi. Cũng tùy theo cái độ cái khóm mình nó chua hay là ngọt nữa. Miễn nó chua nhiều thì nó mau lên bọt, còn nó mau lên men, còn mà nó trái khóm mà nó ngọt thì chắc nó phải là lâu lên men hơn. Em không biết nó để em làm thử rồi ta. Nhà em rớt rồi được nhiêu nè. Nãy em đổ 400 lít nước nè, 400ml nước. Nhà em còn nhiêu bột em đem ra em làm hết nè cả nhà. Chứ để không có để hoài, để biết lâu mua xài này xài kia mà để hoài biết lâu rồi cả nhà. Ở đây được 700g. Vịt này nửa ký, vịt này 200g nè cả nhà. 250 gì á. À, 200 à. Đây. Còn miếng bột năng em đổ vô luôn cho nó hết bột luôn nha. Còn nhiêu em làm ra hết luôn. Bỏ nước khóm vô cả nhà, em trộn. Cũng tùy theo cái lượng bột của mình nó khô hay là bột ấy nó nghe cả nhà. Để nước cho nó, miễn 400ml nước này không đủ thì đổ thêm. Giờ để em coi em trộn coi nó có dẻo chưa. Dẻo rồi thì thôi em khỏi đổ thêm, còn không dẻo rồi chắc em phải đổ thêm. Đường nó xay, nãy em xay với ấy thôi. Tùy theo bột mình nó khô hay bột mới nữa, bột mới bột cũ nữa. Bột mới thì nó ít thao nước, còn bột cũ thì nó lâu nước hơn. Nhồi tới nửa tiếng hơn nửa tiếng cả nhà. Nhồi cho có nửa tiếng hơn nửa tiếng cho nó dậy bột lên sơ cái này rồi mình mới ủ lại nữa. Không có cái gì em lấy cái nồi này nè, cái em đổ em quậy luôn, em quậy luôn rồi cái đậu hộp lần em lấy nắp son em đậy hùm kính em ủ lên cho nó lên men á, cho nó mau lên men á cả nhà. Ủ bột này là lâu em làm chắc tối em ủ, chứ thôi bằng ngày thì làm bằng ngày thì lựa bữa nào cày nắng, trời nắng, trời nắng nó mới mau, nó mới mau dậy bột hơn. Hầm lại ủ nó mới mau lên men hơn. Còn trời mưa rồi là cả nhà hả, ủ hả, một ngày một đêm. Trời mưa rồi là một ngày một đêm nó mới lên bột đó cả nhà, nó mới lên men đó cả nhà. Này em cho thêm nước nữa.
ta phải nhồi bằng tay thôi cả nhà ơi. Tới cái bột nó dẻo nó cứng này nhồi bằng tay nhồi tới cỡ nửa tiếng nữa. Nhồi 30 phút. Nhồi 30 phút bột nó mới rồi mới đầu ủ đó. Để em nhồi tay thôi. Nhồi tay tay em rửa sạch đó cả nhà, không có nhồi bột này là nhồi bằng mang bao tay nhồi không được đâu. Làm bánh bò khóm này nó thơm lắm cả nhà ơi, nó thơm mà bột khóm lắm. Em mới thêm nước bao nhiêu nước khóm em không đủ 400 ml nước không đủ, em thêm 100 ml nước nữa, gần như là nửa lít rồi. Em đổ nãy giờ là nửa lít rồi đó. Nhồi hoài tới chừng nào mà nó bột nó đều hết cái nó rồi mới ngưng nha cả nhà. Đây, mình nhồi nãy giờ có nửa tiếng, hơn nửa tiếng rồi đó cả nhà. Tại nay em làm hơi nhiều tới 700 g, em nhồi hơi lâu một chút nè cả nhà. Nhồi nãy giờ bột nó cũng muốn mềm rồi nè, cả nhà nó muốn mềm, nó muốn ấy rồi nè, nó muốn lên bong bong rồi ha. Giờ cái em để đây em ủ. Ủ đây tới sáng 12 tiếng xong rồi quay lại em mới thắng nước đường. Rồi, cái nắp đó nó nắp nãy mẹ bỏ đâu ta? Đây. Rồi. Đậy hụm đây cả nhà. Bột của em ủ gần xong rồi đó cả nhà, nó dậy rồi đó. Bây giờ em đi theo quậy nước đường ra em tặng em bỏ vô bột. Bột của em nó dậy rồi, giờ quậy nước đường ra đi thắng. Em bỏ 700 ml nước. Em bỏ đi lên trên bếp em thắng. Ấm lên thôi nha cả nhà, đặng em đổ vô bột. Nước đường mình thắng nãy quậy lên cho nó ấm, nó tan đường hết rồi nè cả nhà, tan hết rồi. Giờ đây em đổ vô bột nè cả nhà. Cái bột em nó lên nó xốp không? Nó nổi nó lên men nè cả nhà. Nó tơi 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 nó xốp lên gì nè cả nhà. Đó, nó xới lên ha, cả nhà thấy nó xới lên. Cái bột này mình để càng lâu nó càng lên men nó càng ngon nha cả nhà, không có sao. Rồi giờ em đi đổ nước đường cho em quậy. Nước đường còn ấm ấm. Đổ từ từ. 700 g bột em có bo cho 350 g đường với nước cốt dừa 700 ml nước cốt dừa. Bột em quậy xong rồi, xong rồi nè cả nhà. Giờ em lượt lại cho nó có lợn cợn không, có cặn không. Được xong rồi cả nhà ơi, em để đây cho nó thêm nghỉ, cho nó nghỉ thêm nửa tiếng để cho nghỉ bột, cho nở bột đi. Em đi sạn bắt nước, sạn đồ lặn hấp để nó đây. Em làm thêm màu củ dền nữa nè cả nhà. Giờ em múc em chia làm hai bên, màu trắng bên màu củ dền. Rồi. Chia ra làm hai bên màu trắng bên màu củ dền cho nó đẹp cả nhà. Để không qua màu trắng không, nhiều quá màu trắng không nó không đẹp. Để em chia màu trắng với màu củ dền lên. Rồi để đây cho nó nghỉ. Cái đầu em ở nhà em có khuôn á cả nhà, em ở đây kiếm khuôn mua khuôn không có, mình chứ không có khuôn nữa. Rồi em lấy lon bia nè, em cắt ra em tái chế luôn. Giờ em thay dầu xong rồi đầu em đi vô hấp cho nó nóng. Em bắt nước ở trong nãy giờ rồi, giờ tha dầu đừng cho nó dính cái hồi bánh, nó đừng dính cái lon này nè, nặng cho dễ lấy ra. Không biết có dễ lấy không nữa. Cái này là lần đầu tiên em làm á cả nhà. Cả nhà. Đó,
bông bia này nè cả nhà. Ui da lắm. Giờ cái đầu em đổ vô. Một giá đây. Cái giá chắc được rồi. Hấp mỏng mỏng thử thử cái thỉnh đầu tiên ra. Bánh mình đã chín rồi nè cả nhà ơi. Một mẻ ra lò. Tính không thành công mà cuối cùng cũng thành công nè cả nhà. Đó. Em màu củ dền mà sao giờ nó ra thành màu cam mà cả nhà. Tính ra củ dền cho nó được màu đỏ, màu hồng mà sao giờ hấp này lên nó ra màu cam em cũng không hiểu nữa. Giờ em bỏ cái này vô, bỏ mấy cái này vô. Đây. Em bỏ xuống đây ngâm nước cho nó màu màu nguội thằng em gỡ cái bánh này ra rồi em lấy dĩa em hấp nữa cả nhà. Để nắp này lại cho nó nóng cái dĩ nóng cái lon lên em thay đổ vô. Cái lon em nó nóng rồi cái này em đổ vô. Đổ tới hết bột rồi thôi nghe cả nhà. Bột em cũng hơi nhiều. Đậy nắp lại. Em để gần 20 phút rồi cả nhà. Nó mới chín. Xong rồi nè cả nhà ơi. Còn mẻ cuối cùng em khui nó ra nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Dễ che không à. Tính làm không được rồi đó chứ. Tính không xong rồi nó còn nóng quá. Cái này nó còn nóng quá. Nè cả nhà thấy không cả nhà. Còn nóng, còn hơi nóng mà gãy che không nè cả nhà. Đó, nó nè, gãy che mà xốp ngon lắm mẹ trên mặt. Bông đẹp lắm. Uổng cái màu quá cả nhà. Làm màu củ dền thấy nó đỏ mà sao giờ nó ra thành màu cam. Em chị em đi kiếm mua màu lá dứa không có. Cái em mua cái lá hơi mua cái củ dền về hoa làm cho ách một chút nó rớt ra. Ngon quá cả nhà ơi cả nhà. Thơm thơm mùi khóm thiệt. Bà nội bà nói làm thơm mùi khóm. Thơm mùi khóm thiệt. Đó, ngon lành. Nhiều đây nè cả nhà. Nhiều cái ta. 4 sửng, 6 sửng. Sửng còn nóng quá gỡ nó còn bị dính nè cả nhà. Gỡ xiết đi ngủ. Nó ngon quá cả nhà ơi. À, em làm thành công rồi đó cả nhà. Em làm thành công em sợ làm không thành công á cả nhà, tại vì nào giờ không có làm. Cái đầu cứ nghe bà nội có nói làm ủ bằng khóm, tại vì đó giờ em cũng nghe làm bằng men không à, không có làm bằng khóm. Cái bà nội bà mới chỉ với em làm không biết nó có thành công không, cũng sợ dữ lắm mà cả nhà. Cũng sợ không thành công. Sợ nói cái này nó có cái màu trắng để thôi. Sợ không thành công, cũng gầu cũng chết, sợ không thành công đây. Mà cuối cùng cũng thành công mỹ mãn cả nhà ơi, ngon lành. Con đặt máy quay xuống ăn đi con, ăn về ngủ. Con máy quay đi rồi ăn. Đó. Xem. Xem. Ngon ngon. Ăn thử coi. Con mời cả nhà. Ăn thử coi, để chè không đúng không? Ngon. Ăn thử coi thơm không? Thơm không? Rồi. Cái này nó còn nóng cả nhà, ăn cái nguội dưới nè. Cái này là em đổ nó hơi còn cái màu trắng còn ít bột á.
còn có nhiêu nữa hết bột cái em đổ vô luôn, mà nó hơi bị ít, nó không có bị bông lên nhiều. Một hầm một khóm. Một góc nó làm bánh bò khóm thơm hơn, mang mang thì nó bay mùi chua chua. Cái này nó cũng có độ chua hơn. Ăn cái này nó có cái độ chua mà nó ngon lắm cả nhà, nó thơm mùi khóm. Ngon quá. Tính sợ không không làm được rồi đó cả nhà. Tưởng là bị kheo. Không nhận thấy cái mặt không? Thấy. Dai. Em làm nó có pha thêm miếng bột năng nữa cả nhà. Chứ hồi xưa thì nó làm bằng bột gạo không à. Còn tại nhà em còn miếng bột năng em đổ vô luôn. Còn không tới 100g nữa. Em thấy gì á? Béo vừa. Ngọt cũng vừa luôn. Béo vừa, ngọt cũng vừa luôn. Mà nãy ăn cái màu trắng này, giờ ăn cái màu cam này. Màu cam này còn nóng quá à. Màu cam này dưới nóng quá, nó kiểu như nóng quá nó bị bở đúng không? Bở. Nó không có dai đúng không? Bụi mì bóc tay dưới. Được 4 lớp đó cả nhà. Để cái này lên. Làm được. Ê, đừng gớt. Gớt đắt ăn luôn. Đắt ăn luôn. Cái này nè. Cái này nó nguội nè, nó nguội nó dai nè cả nhà. Còn cái nóng nó nóng quá. Hơi bự bở không? Ăn cái này thôi. Nãy nãy ăn mì rồi. Mày ăn cái này nó cũng thôi à. Giờ lấy gỗ úp lại. Để lại sáng ăn. Ừ. Nhà em ngủ hết nữa cả nhà, còn hai mẹ con. Hấp lực mà bánh mình ngủ hết rồi, hấp mấy tiếng đồng hồ. 2 tiếng rồi. Làm từ hôm qua. Ủ bột từ hôm qua. Hôm qua nhà bộ ủ nguyên rồi nè, ủ thì nó sáng con tối con đi chơi về mà vẫn thấy con mẹ không làm. Nào giờ không làm, làm cho biết chứ người ta. Rồi sau đó giờ làm chỉ có đi ăn rồi đi mua ăn bánh không mày, ăn cái bánh nè cho ngủ nghỉ mà. Hồi đó giờ cứ ăn đi ra chợ mua, ăn đi ra chợ mua không mà cả nhà. Đâu có làm đâu, lần này làm mới biết nè. Biết chưa? Biết rồi. Biết rồi, có thể mai mốt làm nữa. Mai mốt có kinh nghiệm là làm mình ủ không sớm hơn, mình làm nhanh hơn. Vừa béo vừa ngon, ngọt. Mà ăn vô thì nó dai. Ừ. Tại vì mẹ có bỏ miếng bột năng á. Ừ. Nó vừa dai dai ngọt, ngọt, nó béo. Đi đi đây ngon mới béo. Ngon. Ngon con thôi. Bye bye cả nhà nha. Em cũng xin kết thúc video ở đây tại nha cả nhà ơi. Cả nhà xem nhớ bấm cho hai mẹ con, nếu thích thì bấm cho hai mẹ con một like, một đăng ký, chia sẻ cho cả nhà. Bye bye cả nhà.